Mitsubishi Xpander hầm hố với gói độ gần 80 triệu đồng. Chủ nhân của chiếc Mitsubishi Xpander mang xe từ Hà Giang vào thành phố Hồ Chí Minh để nâng cấp với bộ body kit mới nhập khẩu từ Thái Lan. Chiếc xe được độ lại body kit khiến ngoại hình trở nên hầm hố hơn. Bộ body kit có tên Vario MX được nhập từ Thái Lan với các chi tiết nổi bật như cản trước mới, liếp sườn và cản sau trông cứng cáp hơn. Bản độ còn có thêm cặp đèn LED định vị đặt ở hai bên cản trước, cản sau nổi bật với 4 đầu ra ống xả. Hệ thống đèn pha cũng đã được nâng cấp. Đèn định vị LED được thay bằng màu đỏ trắng. Đèn pha dạng bi xê nông đỏ thay cho bóng halogen nguyên bản. Là dòng MPV cỡ nhỏ ăn khách, chính vì thế không khó để tìm những món đồ chơi cho Xpander, đặc biệt là từ Indonesia, Thái Lan hay Philippines, nơi mà việc độ Xpander rất phổ biến. Nhằm tạo vẻ ngoài hầm hố hơn, xưởng độ đã thay bộ mâm mới có kích thước 18 inch, trong khi xe có mâm nguyên bản 16 inch. Vòng bánh xe cũng được mở rộng. Bên cạnh đó, chiếc Xpander còn gắn viền đen ở đèn pha, đèn hậu, tay nắm cửa và nắp bình xăng. Lưới tản nhiệt cũng được sơn đen tăng tính thể thao và đồng bộ với màu ngoại thất. Không có sự thay đổi ở động cơ được trang bị cho xe. Bản độ của chiếc Mitsubishi Xpander vẫn sử dụng động cơ 4 xi lanh 1.5 lít cho công suất 103 mã lực và mô men xoắn 141 nanomet. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bản độ cũng được dán kính, cách âm 4 cửa, nâng cấp độ ngã ghế. Công tắc đèn được tích hợp trên vô lăng. Theo Garage Mạnh Quân Auto, đơn vị thực hiện bản độ, tổng chi phí để lột xác chiếc Xpander là gần 80 triệu đồng.